Rồi em xin chào cô chú anh chị đã đến với clip mới của em. Hôm nay thì tới cái cử mà em thăm 18 cái là hôm bữa mà em có đặt ở khu dân cư nè, cái hầm đất cái nhà. Quay cho cô chú anh chị xem cái bên. Đó. Cái hầm đất cô chú anh chị thấy rộng ghê không? Nước sóng như biển luôn nha cả nhà. Cái này thì tới cái này em đi thăm. Tại vì tính thăm ngày hôm qua là cô chú, nhưng mà cái ngày hôm qua thì không có đi được cả nhà. Mất công việc á, rồi em không có đi. Thôi cả nhà. Đi vàng cô chú. Trời ơi cái tê. Trời ơi đã cả nhà. Cái đầu tiên luôn nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị có theo dõi em thì sẽ thấy sẽ biết cái vàng lờ này. Bữa em đặt với Linh á cả nhà, 18 cái. Một con cá tê vàng. Cá tê vàng nhỏ cả nhà ơi. Cá này mà chiên xù rồi. Xong luôn. Cá này mà chiên xù ha cả nhà, hết bài luôn á cô chú. Ôi cá tê vàng thôi. Nhưng mà nó hơi nhỏ. Kệ nhỏ mình bắt nhỏ mà cá này chiên ăn được cả nhà. Chiên, em phái cá này mà chiên xù ha. Mắm tỏi ớt, mắm bột hành, mắm me ha cô chú anh chị. Là một cái hết bài luôn cả nhà. Cái đầu tiên thì cũng có thành quả đó cả nhà ơi. Ủa thì xuống yeah. Để ra cái cam đó. Hết chưa? Rồi. Đó, cô chú thấy cái khung cảnh nó quen không? Vô đây thì em cũng bơi như vậy, bữa nay thì em cũng bơi như vậy luôn cô chú. Nước ở đây thì trong veo rồi cả nhà. Nước nói chung nước ở đây là trong lắm. Im lặng như vậy. Lên quay cao cao mình cho cô chú anh chị mình thấy. Đó, quay vô cái lờ này. Quay vô cái lờ này. Cá dày được 2 con cả nha. Với thêm một mớ cá sạch nữa. Đó. Cầu kỳ
cho cô chú anh chị á. Cũng có nhiều anh đặt chạy coi hỏi em gì nè, bữa anh không nhớ tên mà anh ở trên Đồng Tháp á cả nhà, đặt chạy không biết đặt sao chạy được cũng cách đi 5 kg. Anh hỏi anh nhắn tin nó hỏi em á sao cái gì cái gì sao chạy được cái lần vậy, em thật sự em có biết đâu, nó muốn vô sao vô. Dời nó qua bên đây đi cô chú ơi, bên đây thấy không yên. Bữa tại nắng quá thì đặt chiếc cho nó xong, gặp cái lỗ bên đó là em thấy bữa là thấy không hài lòng rồi. Cái này chạy cái
chiêu chiêu chiêu. Gió nó mát lắm nè. Trời nay nắng đẹp ghê cả nhà. Trời nắng nắng vậy là kiếm cho mau có mặt lại chứ. Để ông mà mưa không nó bị khô. Gà đâu đó. Gà đâu đó mà ngon. Dày cá rô biển chém ra ngoài luôn, không đất vậy mà không chạy cá khủng dở quá rồi. Phóng xanh đất vậy mà không có cá khủng dở ta. Vậy mà không được cá lóc ký là dở dữ lắm luôn nha. Chắc cỡ này nó chưa đi ăn hay sao. Đó là cái hầm này bị mấy cá lóc chúa, bị con hải tượng ăn rồi không biết. Cái hầm đất cô chú chị thấy là bao la luôn. Này chắc cỡ 3-4 mẫu đất. Hầm này thì sâu lắm. Cực kỳ sâu. Chút kiếm chỗ anh em mình lưỡng cá. Theo cái nét của mình là cùng này.
lộp nó im ghê luôn, không chạy cá lóc khủng nè, lỡ đã. Cuối cùng cũng được một con hàng khủng cả nhà ơi. Quá trời. Quá trời. Cái để nướng ăn rồi, cái đi ăn cơm rồi. Ấy ấy giải dưới rồi, chặt tay nha. Hy vọng sống của hai anh em. À, quá trời đã cô chú ơi. Mấy cái nữa, mấy cái nữa. Không đặt trên rong rồi luôn nè, không đặt thử trên rong rồi luôn. Thôi. Có gì đâu. Không được gì được cái số bảy. Phá là sợ không chạy, mà là sợ không còn. Đây cả nhà, lời em đặt thì nó như vậy nha cô chú anh chị. Chứ không có cần mà cầu kỳ hết cái này. Răng rồng.
Con rắn nữa. Con rắn này à, cái da nó sần sần ghê lắm cô chú. Mà con rắn này thịt thì rất là ngon nha cả nhà. Chứ ai mà chê con rắn này, chứ con rắn này á thịt rất là đã luôn á, bên mà dám ăn cái rắn đặc biệt. Dạ em chưa. Thôi thịt cái gì vậy? Thịt mình. Cái da nó ngọn lắm. Cá thì không có được bự nhưng mà chả cá lóc với cái tầm vậy. Chị cứ đặt yên em gì đó, dọn gì hết trơn á, ngập hai cái hôm là được gì vậy? Nắng hả? Nói chung á thì em biết sao em chia sẻ với cô chú anh chị mình vậy, chứ cái này thì em cũng có đặt, chưa có rành lắm mấy anh em mà trong nghề trong nghiệp á. Thôi cho em nói cái gì mà có sai á, mấy anh cũng rộng lòng bỏ qua cho em nha. Tại vì cũng mới đặt đâu mình nói đó hay thôi. Có gì không? Ủa, cái biển đó. Cái biển dưới người ta. Quá trời cái rùa biển. Cái biển đi. Hôm nay nó cũng mắc trước nó chui. Chắc nó mắc trước nó chui giống mấy cái kia. Quá trời cái rùa biển. Cái hầm đất này á cả nhà, em nghe người dân ở đây nói còn con cá hải tượng chắc phải 100 kg. Chứ là một ngày nào đó đặt cái lò thì cá hải tượng nó chui vô. Nó mà chui vô thì chắc mắc cười lắm đâu. Rồi sao nó vô dính được? Biết luôn. Chắc nó nằm giữa cái lò quá. Phút đầu nằm trước, phút đuôi nằm sau, cái lò nằm giữa con cá. Lỗi mang cái lò luôn. Quay là quay cẩn thận cho chú chị mình xem nó đã. Thì con cá lóc thì mày ơi, lóc cá dày gì kìa, thấy không này cả nhà, nó này đó, con cá dày, thấy con không biết, con còn cả nhà. Bước tới bước lùi chắc hồi có phấn thương hồng quá. Quả đã cả nhà. Ê ê Kim, thank you.
không được, là thiếu dưa hấu ha. Vô cái động rô biển á. Có vẻ cái động rô biển là đây. Con đổ cho cá miếng nước không? Ê, chút quay lại lấy khúc. Như bữa mục một không? Nó bao mạng không hả? Ừ. Rồi rồi. Hôm bữa nhớ bắt đến bùi cỏ ở đâu đi. Đất vậy mà nó chưa có chạy cái cá lóc khủng, nó hơi dở như thế này. Đây là cá sặc với cầm dày nữa cô chú ơi. Đó. Cầm dày nha cả nhà. Trụng vô cho nó miếng. Thì nó cũng theo cái con nước nữa cả nhà. Con nước nó chạy cá ghê lắm. Trụng như cho nó mấy người trong mùa nóng cà ký thôi nghe cô chú. Rồi tới cái chỗ này thì hai anh em lên đây nướng cá ăn cơm nha cả nhà. Cả nhà theo chân em với Bin nha. Cái thuốc nữa. Lên. Bên đây cái kiếm trà, cái mình trà củi cái mình đốt mình nướng nha cô chú anh chị. Đây mình cũng lên trước đi mình lấy cái nồi cơm luôn. Đó. Em với Bin bữa nay sống có nhiêu đây cả nhà. Ui chỗ này thật là lý tưởng Bin ơi. Mát. Mát là được nè. À. Có lá đây ăn luôn. Lá điều lôi gói với cái cá nướng nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, em với Bin thì cũng xỏ cá xong. Nướng thì có một con cá lóc bự này nha cả nhà, một con trầu dày bự với một con rắn, một con lương, hai con cá trầu dày nhỏ, ba con cá trầu dày, một con nhỏ, một con bự, hai con nhỏ vừa vừa cả nhà. Đó, giờ em với Bin thì tiến hành chắc đã nguyên đống vô đi. Chắc. Ừ. Để cho nó ngã ngã lên nè. Biết có đó đó giờ có đốt ừ. Đốt lửa trại chưa? Đốt chắc kiểu kỳ vậy.
nó chắc có lẽ thì hết vô đây củi thì chắc cá nó cũng chín rồi cả nhà, tại vì vô đây củi cũng nhiều lắm. Hốt ba lá bỏ vô đi, lấy lửa mồi lên. À, lá quẹt mồi đi. Anh em đổ lại xong cái vô đây miếng nặng cơm luôn. Chào. Nhớ mặn đi. Hơi tối. Hơi tối. Đây cô chú chị. Xét vô đây đi, gần gần lên xích. Cá lóc nướng trui nha cả nhà. Ừ, sáng không? Hơi hơi tối. Kỳ ta. Đâu qua hướng này coi bên. Không có bên này nè. Đó. Đó, đẹp đó. Đây cả nhà. Sát sát thôi, cứ ngồi bên ngay trong này. Ngồi ngay đây nè. Ừ. Bao sáng luôn. Đúng rồi. Đây cả nhà. Cá lóc đen thui. Mấy cái cây á. Nhưng mà mình cạo ra thì nó rất là vàng, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó, cô chú anh chị. Đó, mình già. Mình cạo ra thì nó vàng tươi vậy đó cả nhà. Còn rắn. Mình cạo tại vì cái lớp đó nó cháy đen á cô chú anh chị, thì mình cạo ra cái là nó sạch lại liền. Nhưng mà con cá nó rất là hay nha cả nhà, khi cả nhà nướng trui á mình để cái lớp vải đó không bao giờ nó khét nha. Nhưng mà mình khi một khi mình cạo cái lớp vải đi là nó sẽ khét con cá. Ồ, con rắn nha cả nhà. Em cái xin que quá. Tới con lươn. Lươn nướng mồi, cá lóc nướng trui. Đó cả nhà ơi. Thêm một con cào dày nữa. Còn cá lóc chúa thì em còn để lại ngoài cái bếp lửa nha cả nhà, ngoài đống lửa. Rồi ăn cơm đi nè. Đây, đây cái máy đây, anh dựng lên. Cho cô chú anh chị mình cùng mời cô chú anh chị cùng ăn cơm với mình. Chứ đó, bữa cơm của em với Pin đó cả nhà. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Thấy không ta? Thấy mệt. Bữa cơm đi, cắt chanh nặng chanh nha cô chú. Nghe cái mùi chanh với muối ớt là nghe thấy thèm nữa rồi. Nghe đã lắm cả nhà, cái mùi chanh nó thơm sọc lên mũi, thêm cái phần cọng ớt nữa. Hết sảy con mà bảy nữa rồi Pin ơi. Hết, chắc hết nồi cơm nữa quá. Đó. Quá đã cả nhà ơi. Quay giùm cái kìa. Ủa cái mi gì vậy? Hử? Sao nữa rồi? Mi sọc cái gì? Rồi. Nó nổi lên cái gì? Rồi được rồi. Nè cả nhà. Mời cô chú anh chị nha. Mời cả nhà miếng cá nha. Ừ.
mời cả nhà. Đã cả nhà ơi, mời cô chú anh chị nha. Ngon thật sự, cái rồng mà ăn về rất là ngon cả nhà. Nghe làm gì? Ăn rau thì mình có cái điều kế bên rau sạch. Cà dữ lắm rồi. Lá điều chát. Cá nướng thì hết bài cả nhà ơi. Rau kế bên, rau thì kế bên. Ăn sao bóc vô con sâu làm cái phốp hết bài luôn. Ngon. Hương vị lạ kỳ lắm kìa. Rồi để em với Pin ăn cơm xong cái đi tiếp nha cô chú anh chị.